Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2023 âm lịch. Hôm nay đầu tháng cả nhà. Thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Thì hôm nay là có lẽ là một số cô chú anh chị ăn chay ha. Em chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống. Mọi việc luôn suôn sẻ, may mắn luôn luôn đến với cô chú anh chị mình nha. Thì cũng như mọi khi, sáng nào cũng vậy, em cũng có dành ra một chút thời gian hồi hướng cũng như là nguyện cầu cho tất cả chúng sanh cùng mười phương pháp giới để về được vãng sanh, về cõi tịnh độ với Đức Phật an lành. Thì em xin mời cô chú anh chị mình bỏ ra một chút thời gian cùng với em ha. Mình hồi hướng cho cầu năm cũng như là tất cả chúng sanh nha cả nhà. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Long Thần Hộ Pháp khắp mười phương chư Phật. Con tên Tài, cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2023 âm lịch. Chúng con thành tâm cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho tất cả chúng sanh muôn loài, cửu quyền thất tổ của tất cả được an lành hạnh phúc, nhà nhà no ấm, thiên hạ được thái bình, thế giới không còn cảnh chiến tranh, bệnh và bệnh tật, nghèo khó, tội nghiệp được tiêu trừ, những quan gia nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp trả vay trong an lạc và không hận thù, gặp nhau cùng nhau tu tập. Chúng con cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng đều gặp được Phật Pháp, nghe được những lời Phật dạy, hiểu và hành động đúng chánh Pháp và có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời có thể trở về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Di Gia Bà Lô Ích Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Thật Đỏ Bà Gia Ma Ha, Thật Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tắc Bà Ra Phật Giới Sô Đắc Na Đắc Tỏ, Nam mô Thật Kiến Lạc Đỏ Y Mông A Di Gia Bà Lô Kiết Đế Thật Phật Ra Lắc Đà Bà, Nam mô Na Ra Cảnh Trì Hai Vị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê, Thất Bà A Tha Đậu Vô Bằng A Thề Dựng, Thất Bà Thất Đa Nam Ma Bà Già Ma Phật Đặc Đậu Đặc Điện Tha Nga Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hai Vị Ma Ha Bồ Đề Thật Đỏ, Thất Bà Thất Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Rị Đại Dựng Cô Lô Cô Lô Yết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Trị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mà Mà Phật Ma Ra Một Cái Lại Hay Hay Thất Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xá Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hay Rị Ta Ra Ta Ra Thật trị thật trị tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế đi dạ na ra thanh trì đề đi sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ thất bằng ra dạ ta bà ha na ra thanh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng a một khởi gia ta bà ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra thanh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rị thắng ít ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đắc ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha an tắc điện đô bằng ra ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô bằng ra ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô bằng ra ra bậc đại dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát tiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc đa đã ra dạ gia nam mô a di gia bà lô ít đế thức bát ra gia bồ đề thật đỏ bà gia ma ha thật đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia An Tắc Bà Ra Phật Giới Sô Đắc Na Đắc Tỏ Nam Mô Thất Kiến Lạc Đỏ Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lắc Đà Bà Nam Mô Na Ra Cảnh Trì Hai Vị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Thất Bà A Tha Đậu Vô Bằng A Thề Dựng Thất Bà Thất Đa Nam Ma Bà Già Ma Phật Đặc Đậu Đặc Điện Tha Nga Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hai Vị Ma Ha Bồ Đề Thật Đỏ Thất Bà Thất Bà Ma Ra Ma Hay Ma Hay Rị Đại Dựng Cô Lô Yết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Trị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mà Phật Ma Ra Một Cái Lại Hay Thất Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xá Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hay Rị Ta Ra Ta Ra Thật Trị Thật Trị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Di Đế Đi Dạ Ra Thanh Trì Đề Đi Sắc Ni Na
ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cần gì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng một khởi gia ta bà ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cần gì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thăng ít ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc ra đắc ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ tiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia. Nam mô a di đà bà lô ít đệ thức bát ra gia bồ đề tật đọa bà gia ma ha tật đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia. An tắc bà ra Phật giờ số đắc na đắc tọ. Nam mô tất kiến lạc đọa yếm mong a di đà bà lô kiết đệ thức Phật ra lạc na bà. Nam mô na ra cảnh trì hai vị ma ha bằng đa sa mê tắc bà a tha đầu vô bằng a thầy dựng. Tất bà tất đa nam ma bà già ma phật đặt đầu đặt điện thang bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rì ma ha bồ đề tất đọ tất bà ma ra ma hay ma hay rì đại dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa trị ni tất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra một cái lệ hay tất na ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay rì ta ra tất trị tô lô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế rì già ra thành trì địa trị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cần gì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng một khởi gia ta bà ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cần gì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thăng ít ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đắc ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ tiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc đa đắc ra dạ gia. Nam mô a di đà bà lô ít đệ thức bát ra gia bồ đề tật đọa bà gia ma ha tật đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia. An tắc bà ra Phật giờ số đắc na đắc tọ. Nam mô tất kiến lạc đọa yếm mong a di đà bà lô kiết đệ thức Phật ra lạc na bà. Nam mô na ra cảnh trì hai vị ma ha bằng đa sa mê tất bà a tha đầu vô bằng a thầy dựng. Tất bà tất đa nam ma bà già ma phật đặt đầu đặt điện thang bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rì ma ha bồ đề tất đọ tất bà ma ra ma hay rì đại dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa trị ni phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra một cái lệ hay tất na ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay rì ta ra tất trị tô lô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế rì già đà ra thành trì địa trị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cần gì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng một khởi gia ta bà ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cần gì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thăng ít ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đắc ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ tiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc đa đà ra dạ gia. Nam mô a di đà bà lô ít đệ thức bát ra gia bồ đề tật đọa bà gia ma ha tật đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia. An tắc bà ra Phật giờ số đắc na đắc tọ. Nam mô tất kiến lạc đọa yếm mong a di đà bà lô kiết đệ thức Phật ra lạc na bà. Nam mô na ra cảnh trì hai vị ma ha bằng đa sa mê tất bà a tha đầu vô bằng a thầy dựng. Tất bà tất đa nam ma bà già ma phật đặt đầu đặt điện thang bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rì ma ha bồ đề tật đọ tất bà ma ra ma hay rì đại dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa trị ni phật ra gia giá ra mà phật ma ra một cái lệ hay tất na ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hay rì ta ra tất trị tô lô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế rì già ra thành trì địa trị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cần gì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng một khởi gia ta bà ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cần gì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thăng ít ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đắc ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha tất điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha.
Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ Thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc ra Đắc đa Đa ra Dạ gia. Nam mô A Di Đà. Bà lô ít đại thức bát ra gia Bồ đề Tật đọa Bà gia Ma Ha Tật đọa Bà gia Ma Ha Ca lô ni ca gia. An tắc bà ra Phật giờ số đắc na đắc tọ nam mô tất kiến lạc đọa yếm mong ma rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lạc đà bà nam mô na ra cảnh trì hai vị ma ha bằng đa sa mê tất bà a tha đậu vô bằng a thầy dựng tất bà thất đa nam ma bà già ma phật đặt đậu đặt điện tha nga bà lô hay lô ca đế ca ra đế với hai vị ma ha bồ đề thất đọa thất bà ma ra ma hay ma hay đại dựng cô lô yếm mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa trị ni thập phật ra gia giá ra mà phật ma ra một cái lệ hay thất na ra xâm phật ra sa lợi phật xâm phật ra sa gia hô lô ma ra hô lô hay rị ta ra thật trị tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế rị già ra kinh trì rị sắc ni na ba già ma na ta bà ha tất đà già ta bà ha ma ha tất đà già ta bà ha tất đà vô nghệ thất bằng ra già ta bà ha na ra kinh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng nga một khởi gia ta bà ha ta bà ha tất đại giả ta bà ha giả kiết ra tất đại giả ta bà ha ba đà ma ít tất đại giả ta bà ha na ra cần chi bằng đà ra giả ta bà ha ma bà rị thắng ít ra giả ta bà ha nam mô hắc đa đắc ra giả gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra giả ta bà ha tất điện đô mặc ra bậc đại giả ta bà ha tất điện đô mặc ra bậc đại giả ta bà ha an tất điện đô mặc ra bậc đại giả ta bà ha. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát. Tiên thủ Thiên nhãn vô ngại Đại bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc ra Đắc đa Đa ra Dạ gia. Nam mô A Di Đà. Bà lô ít đế thức bát ra gia Bồ đề Tật đọa Bà gia Ma Ha Tật đọa Bà gia Ma Ha Ca lô ni ca gia. An tắc bà ra Phật giờ số đắc na đắc tọ. Nam mô tất kiến lạc đọa yếm mong ma rị gia. Bà lô kiết đế thất Phật ra lạc na bà. Nam mô na ra cảnh trì hai vị Ma Ha bằng đa sa mê tất bà a tha đậu vô bằng a thầy dựng. Tất bà thất đa nam ma bà già ma phật đặt đậu đặt điện tha nga bà lô hay. Lô ca đế ca ra đế với hai rị ma ha bồ đề thật bà ma ra ma hai ma hai rị đại dựng cô lô ít mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra địa trị ni phật ra gia giá ra mà phật ma ra một cái lệ hay thất na ra xâm phật ra sa lợi phật xâm phật ra sa gia hô lô ma ra hô lô hay rị ta ra thật trị tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế rị già đà ra kinh trì rị sắc ni na ba già ma na ta bà ha tất đà già ta bà ha ma ha tất đà già ta bà ha tất đà vô nghệ thất bằng ra già ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất đà tăng nga một khởi gia ta bà ha ta bà ha tất đà già ta bà ha giả kiết ra tất đà già ta bà ha ba đà ma ít tất đà già ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra già ta bà ha ma bà rị thắng ít ra già ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đắc ra già gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra già ta bà ha tất điện đô mặc ra bậc đà già ta bà ha tất điện đô mặc ra bậc đà già ta bà ha an tắc điện đô mặc ra bậc đà dạ ta bà ha. Dạ chào cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi, cũng như là nếu cô chú anh chị nào mà lướt qua thấy được cái video này của em thì hãy cùng với em hồi hướng cho cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như là tất cả các chúng sanh muôn loài mười phương pháp giới sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà nha cả nhà. Ngày nào thì cũng vậy, thì clip đầu tiên, video đầu tiên thì em muốn gửi gắm đến tất cả cô chú anh chị mình là nguyện cầu cho tất cả được an lành, vãng sanh siêu thoát, và trong đó thì có ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, còn những cái nghiệp báo, những cái chuyện chưa trả hết, những cái quá khứ mà chưa trả hết thì có thể là an lạc gặp nhau trong vui vẻ, không hận thù. Em cũng nguyện cầu cho em cũng như là tất cả các cô chú anh chị ở cõi ta bà này tinh tấn và có thể là vững bước hơn để có thể đi hết một đoạn đường này. Cuộc đời thật sự mà nói là ngắn ngủi lắm cô chú anh chị. Từ ngày vào ở đây chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem những thông tin, những diễn biến xảy ra ở mộ cậu Năm Vũ Linh thì em thấy cuộc sống nó thật sự rất là vô thường. Mình ở đây thì mình có thể làm được những gì thì có thể làm, cố gắng sửa đổi, thay đổi và tinh tấn tu tập thì để cuối đời có thể là về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chứ cuộc sống này nó vô thường lắm cô chú anh chị ơi. Em thấy trong nghĩa trang đây á, một ngày có biết bao nhiêu là đám tang mới, có biết bao nhiêu là người đã mất và cũng như là ra đi. Thật sự mà nói là nó vô thường vô cùng. Rồi thì em cảm ơn cả nhà nha.
Nếu cô chú anh chị nào mà lướt qua chưa đăng ký kênh đó thì đăng ký kênh ủng hộ em nha. Còn cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Là mình chia sẻ ở đây á, là mình có thể chia sẻ lên những trang mạng Zalo nè, Facebook nè, hoặc là những trang mạng mà mình có sử dụng đó, đang sử dụng được đó, thì mình chia sẻ cho người thân yêu của mình có thể xem được cái video ở mộ của Năm Vũ Linh nè cả nhà. Mình có thể là bấm vào cái chữ chia sẻ, sau đó mình nhấn giữ sao chép đường link, rồi mình bấm qua Zalo mình gửi, hoặc là Facebook mình gửi, mình nhấn giữ và mình dán vào cái đường, cái phần ghi ấy cả nhà, cái phần ghi nội dung đó, thì sau mình gửi thôi. Đó là cái cách mà để cô chú anh chị mình chia sẻ. Còn yêu thương em thì cả nhà cho em xin một like. Nó một like ở đây có nhiều cô chú anh chị không biết là mình nhấn vào cái dấu cái mũi tên đó, cái tay lên đó cả nhà. Đó là cái phần thích đó, like là thích đó, thích video đó, để có thể là tăng lực tương tác ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha, trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ cũng như là theo dõi, đóng góp, động viên em trong suốt thời gian qua, thật sự rất là quý luôn. Dù cho dù có những đóng góp hay là có những cái nói gì em thì em vẫn sẵn sàng chấp nhận để em sửa đổi, sửa sai. Đó là một cái hành trang để giúp sau này kênh em phát triển hơn. Em sẽ cố gắng làm những việc hay hơn, tốt hơn tại mộ của Nông Vũ Linh, và chia sẻ những video hay hơn ha cả nhà. Em tình nguyện làm cầu nối để chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị mình xem diễn biến những gì ở mộ cầu năm ha. Và bây giờ em xin kết thúc video ha. Trước khi kết thúc video thì em chúc cả nhà mình một tháng mới, một ngày 1 tháng 6 của âm lịch của năm 2023 được nhiều may mắn, được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công, những may mắn và luôn luôn đến bên cạnh cô chú anh chị mình ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo trong ngày hôm nay thì ở mộ của Nông Vũ Linh nha cả nhà. Bye bye cả nhà.